Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng phi sủ dữ dội, tiếng chú đã giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nhẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu. Đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo. Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn liền với chú chó Phi Phi dũng cảm. Phi Phi là chú chó lai đặc dê mà tôi đã nhặt được trong một công viên. Chuyện là thế này, cách đây chừng một năm, vào buổi chiều, tôi đang đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về. Tôi không ngờ lúc mang Phi Phi về, bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho nó uống nữa. Bây giờ Phi Phi đã lớn lắm, lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tay lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm cạnh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi. Đó là một đêm mùa đông gió rét, như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú chó giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nhẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán, hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn trồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ hắn quay lại đập mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngọm lấy tay cầm dao của hắn, rồi mặc cho gã giang phi đẩy đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gọn tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xích xoa dìu bố vào nhà, vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà. Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện cứu chủ. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đình tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa. Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập, đúng không các bạn? Các bạn cảm thấy bài văn hay về loài động vật bốn chân này, hãy cho mình một like và chia sẻ để được xem những clip tiếp theo.
đó là động lực để mình tiếp tục làm ra những clip mới. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.